Nghỉ hè thì có lẽ nhiều bạn thích ở lì trong phòng khách đúng không? Đúng rồi, ở đó chúng mình có thể xem phim hoặc bỏ ra vẽ chứ. Hôm nay chúng mình cùng vẽ và tô màu một phòng khách điển hình nhé. Chào mừng các bạn nhỏ đến với kênh Vibos Kids Art. Trong tiếng Anh, phòng khách là living room hay sitting room nha các bạn nhỏ. Đây là chiếc kệ tivi có hai ngăn tủ này. Bên trên tất nhiên là tivi rồi. Chúng mình vẽ một chiếc tivi treo tường nha. Vẽ phòng khách có rất nhiều đường thẳng. Nếu chúng mình chưa quen tay thì có thể dùng thước kẻ để hỗ trợ nhé. Chuẩn luôn, bởi phải chăm chỉ vẽ quen tay thì mới giỏi như họa sĩ được. Ở góc phòng, chúng mình sẽ vẽ một chậu hoa trong nhà. Bạn nào thích chậu cây thì có thể vẽ chậu cây xanh cũng được đó. Cạnh chậu hoa và đối diện tivi sẽ là bộ sofa góc. Nhìn thật là êm ái. Tuy là ghế nhưng đây cũng là chỗ nằm chơi yêu thích của chúng mình đúng không nào? Ở góc sofa, chúng mình vẽ một cái đèn cây nhé. Cạnh sofa sẽ là cửa sổ, mang ánh sáng tự nhiên đến cho căn phòng khách. Phòng khách thì không thể thiếu một cái bàn nước. Chúng mình vẽ một cái bàn thấp như thế này thôi nhé. Bây giờ, chúng mình nhớ tô dặm lại viền cho bức tranh để hình ảnh trông thật sắc nét nào. Tí thì quên vẽ nốt cái góc phòng để phân chia không gian này các bạn. Vậy là vẽ cơ bản đã xong, phòng khách đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi cần thiết để cả gia đình thư giãn rồi. Tiếp theo, let's make some colors. Tô màu thôi các bạn. Đầu tiên là màu xanh lá nhé. Xanh lá trong tiếng Anh là green. Chúng mình dùng màu xanh lá để tô cho kệ tivi và cửa sổ đi. Một cửa sổ toàn màu xanh của cỏ cây. Điểm chút xanh lá cho lá cây nữa nào. Chúng mình thử dùng màu xanh lục dark green cho các phần còn lại của kệ tivi và cạnh cửa sổ nhé. Nào, giờ đến tivi, thử dùng màu xanh dương đậm, dark blue, xem nào. Chiếc tivi này là loại tivi tranh đấy, nhìn như bức tranh mặt nước biển mênh mông vậy. Với bông hoa trong chậu cây, chúng mình tô màu đỏ cho nổi bật nào, đỏ là red. Còn chậu đựng sẽ có màu cam nha, orange, cứ gọi là nổi bần bật luôn. Chúng mình dùng màu đỏ để tô cho chiếc gối tựa và cạnh gỗ của sofa nào. Còn lại, toàn bộ sofa sẽ có màu hồng dịu dàng đi nào. Hồng là pink nha. Với những mảng màu lớn như chiếc sofa này, chúng mình tô thật đều tay để màu không bị lem chỗ đậm, chỗ nhạt nha. Để làm được như vậy, các bạn nhớ khi chấm màu nước, chúng mình gạt nhẹ đầu bút lông để màu không quá đậm nhé. Hãy thử tưởng tượng nằm dài trên chiếc ghế này mà đọc sách hay xem tivi thì êm ái và thoải mái làm sao. Một chiếc gối tựa có màu đỏ rồi, thì chiếc gối tựa này sẽ có màu xanh dương xem nào. Xanh dương là blue. Chiếc đèn sẽ có màu vàng, yellow. Ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra sẽ làm căn phòng trông ấm cúng lắm đây. Sẵn màu vàng, chúng mình tô cho chiếc bàn trà luôn nhé. Các chi tiết khác của cây đèn và bàn trà, chúng mình lấy lọ màu nâu để hoàn thiện nhé. Nâu là brown. Rồi, bây giờ là những phần việc lớn còn lại, đó là tô màu những bức tường lớn. Để cho phòng khách nhìn thật tươi tắn nhưng cũng không kém phần sinh động, bắt mắt, chúng mình lấy lọ màu vàng đậm để tô cho ba bức tường lớn nhé. Vàng đậm là dark yellow. Còn trần nhà thì có màu vàng. Các bạn có thích một căn phòng khách đầy màu sắc như vậy không? Yay! Đến sàn nhà, tô màu gì nào các bạn? Hãy thử màu xanh dương xem nào. Nhìn thật là tươi mát. Chúng mình đã học cách lau nhà chưa? Lau nhà để giúp bà mẹ đỡ vất vả và cũng để chúng mình có một không gian sinh hoạt chung thật sạch sẽ. Chúng mình tô nốt mảng tường nhỏ còn lại nào.
bước cuối cùng rồi đây, chúng mình cùng nhau dặm lại các đường viền nhé. Bước vẽ này có rất nhiều đường thẳng, nên khi vẽ dặm lại, có thể chúng mình lại cần dùng đến thước kẻ để kẻ cho thẳng nha. Yay! Như vậy là chúng mình đã cùng nhau vẽ và tô màu căn phòng khách xinh xắn này xong rồi đấy. Và với một căn phòng khách như thế này, các bạn nhỏ có thích không nào? Yay! Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình ngày mai. Chúng mình nhớ bấm like video, subscribe cho kênh Vibosky's Art và nhấn chuông thông báo để đón xem những tập mới nha.